chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Đúng rồi, alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn vâng, là gì thế ạ? Bạn nào có chỗ tôi gặp đồng chí Bình Đoàn ạ? Vâng. Tôi có một câu chuyện là tôi với cả một anh bạn đấy chơi với nhau rất thân. Nhưng mà khi anh bạn ấy có một bạn gái khác cặp bồ ấy, thì tôi lại đi lại với vợ bạn đấy. Thế đâm ra bây giờ tôi rất bối rối, tôi không biết gỡ cái câu chuyện này nó như thế nào. Mong chương trình tư vấn giúp tôi. Vâng, vấn đề của thính giả của Hà Nội thì xin chuyển tới anh Đinh Đoàn là chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái lời tư vấn. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh. Đáng lẽ thì chúng tôi không tiếp chuyện đâu ạ. Vì đây là chương trình phát thanh thanh niên cho các cháu nó mới lớn, nó hiểu biết thôi chứ. Lớn rồi đi cặp bồ, cặp bịch xong rồi để gọi đến cửa sổ tình yêu thì nghe nó ấy quá. Nhưng mà thôi mình nói chuyện đi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 49 rồi ạ. À, 49. Mình nói lại đi, tức là mình chơi với một anh. Xong anh ấy thì anh ấy đi cặp bồ. Vâng. Thế là anh ấy bỏ bê vợ anh ấy. Thì mình lại thương vợ anh quá, mình lại cặp với vợ anh ấy đúng không? Vâng, vâng, vâng. Ừ. Thế xong bây giờ thì mình muốn gì? Thôi thì hay là muốn bây tiếp giờ, hay là... kiểu đã đi lại với nhau rồi nhưng mà nó khó dứt ra quá anh ạ. Cái anh bạn thân thì biết chưa? Ừ, anh bạn thân kia chưa biết. Ừ, mình định bao giờ thì mình thôi. Cái này thì bây giờ đang nhờ anh tư vấn giúp cho tôi cái. Một là mình cứ cặp đi xong để đợi lúc nào ông bạn ông biết đấy, mất cả tình bạn với lại mất tất cả từ danh dự cho đến cũng ngại ngùng. Thật ra thế này, nói đúng công bằng là phụ nữ với đàn ông mà gần gũi nhau rồi lại đôi khi một chút thương cảm rằng là cô vợ của bạn cũng tử tế thế mà thằng bạn mình nó lại còn chê, nó còn bỏ. Thế rồi mình từ cái việc mà thương cảm chắc cô kia cũng quý mến mình xong rồi tâm sự đúng không? Đấy, nhà em bây giờ là không còn thiết gì đến em nữa. Giờ anh ấy có bồ, có bịch rồi, mình thì đôi khi lại cũng động viên thôi. Thế xong dần dần nó nảy sinh một chút những cái cảm tình rồi. Một bên thì hận chồng là đi cặp bồ, một bên thì thương rằng đúng cô rồi, ấy bị bỏ thành rồi. Nó lỡ một lần rồi dần dần thì quen. À, cuộc sống của mình thế nào? Vợ con tất cả ổn thỏa không? Cảm ơn anh, tôi vợ con đàng hoàng đầy đủ cả. Rồi. Có cái là cùng làng xóm với nhau, thế đâm ra là bây giờ hiện tại thì tôi vẫn thi thoảng đi sang đấy uống rượu chơi rồi, nhưng mà năm lúc thì nghĩ thế thì nó lại kiểu nó nhớ rồi này. Thế mình nói thật là gọi là cặp bồ thì để đến mức độ nào rồi, thỉnh thoảng là hẹn cô ấy chở cô ấy đi lên chỗ khác để ngủ hay là nhớ nhớ nhung nhung thế thôi, rồi là có gì không? Có ngủ với nhau rồi ạ. Ừ. Và mình thì đã có bao giờ có ý định là thôi chưa mà nói rằng là khó dứt? Có ý định nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến anh ạ. Ừ. Đúng rồi, thực ra thì chắc chắn là phải có cảm tình, có quý. Mình không phải là trai mới lớn để mà gọi là thèm khát của lạ gì lắm. Mình cũng có vợ có con và cô vợ của bạn cũng chẳng phải là gái trẻ gì đúng không ạ? Cũng là cái người có tuổi rồi nhưng mà mình cũng có cái chút như thế. Vâng. Sớm muộn rồi nó cũng lộ. Cái kim mà trong rẻ bọc rồi nó dần dần nó cũng lòi dần ra. Huống chi như là ở đây mình nói là còn cùng làng cùng xóm mà còn có. May là mình còn có tí là chơi với anh bạn ấy, cho nên thỉnh thoảng mình có sang nhà anh bạn ấy chơi. Vâng. Thì mọi người cũng nghĩ là hai anh chơi thân với nhau. Chứ cũng không có nghĩ là sang được hay sang đấy với vợ anh ấy đúng không? Thế thì đấy là một cái mà để có thể che giấu được, nhưng nó cũng sẽ không được lâu bền. Người phụ nữ khi mà có chồng ngoại tình phản bội mình mà lại bập phải một anh bạn mà anh ấy cứ có một chút vỗ về yêu thương xong rồi lại thấy nó ấm áp thì người ta như chết đuối vớ được cọc, người ta sẽ tóm mình chặt lắm ấy. Và rất khó mà rứt được ra. Mỗi lần rứt ra thì chị có thể khóc. Em chỉ muốn là trong lòng anh có một chút nào đấy dành cho em, rằng là một tuần hai tuần thì gặp nhau một lần để em cũng cảm thấy đỡ tủi thân, chứ còn em không dám phá vỡ đúng không? Vâng. Thế nghe mùi lòng cô ơi không phá vỡ hạnh phúc nhà mình, lâu lâu lại gặp một lần cũng chả sao, như kiểu lâu lâu kiểu lên huyện mà làm bữa nhậu. Cho em hỏi cái, nhưng mà khi đã đi cùng với cả bạn ấy rồi nhưng mà khi mà về nhà vợ chồng gần nhau ấy thì mình lúc vợ chồng gần nhau thì em lúc nào em cũng nghĩ về cô đấy để cho nó có cái cảm xúc. Thì đúng rồi, cũng giống như người về nhà ăn cơm ấy thì nghĩ là mình đang ăn phở,
để cho nó dễ nuốt đúng không? Vâng, vâng. Mà vì là phở mình vẫn chưa chán, mới ăn được một ít lần chứ cũng chưa phải là nỗi đến giai đoạn chán. Vì vợ chồng nó quá quen nhau lâu rồi thì khi quan hệ tình dục cái xúc cảm nó chắc chắn nó sẽ không còn nồng nàn gì nữa, đôi khi cũng cho nó xong chuyện đúng không? Đúng rồi, vâng, thế vâng. mà để cho nó hăng hái thì mình cũng thôi. Về cái mối tình kia thì mình mới Vâng. tư tưởng mình mới thoải mái được anh. Anh thì có cái đối tượng là nghĩ về cái cô bạn gái ấy, thế nhưng cũng có Vâng. người thì phải nghĩ đến một cô hoa hậu mà mình vừa xem ở trên mạng. Thế là À. có người thì ngủ với vợ nhưng mà lại mơ ước lại gặp cái cô người yêu đời đầu. Thôi thì đấy là tưởng tượng. Vâng. Ừ. À, đấy, phân tích rồi rằng là không bền lâu được đâu. Đôi bên thiếu rồi như vồ lấy nhau, nhưng về mặt lâu dài thì rồi mình sẽ mất tất Em cả. cũng lo Ừ, anh ạ, em cũng lo. lo, thế đâm ra là em nhờ chương trình cửa sổ tình yêu tư vấn cho em để cho mình rút dần đi, không thì đến khi bạn mình mà có gặp được, có biết được thì lúc bấy giờ thì nó lại mất cả chì lẫn chài rồi, mất tất. Không phải chỉ bạn mình đâu, lúc nào đấy Vâng. chẳng hạn cái người phụ nữ, tức là cái cô vợ bạn ấy, Vâng. nó đã được khắc sâu vào với thích mình quá rồi, đại khái là mình mang lại cho người ta cái ấm áp quá mà người ta không muốn mất, người ta sẽ cố gắng níu kéo lại. Thậm chí đã có những người thế này này, đây là không phải tất cả, rất nhiều người mong muốn là có mình và người ta đã Vâng. tìm cách để chọc phá cái tổ ấm nhà mình. Vâng. Nhiều cô bồ là không muốn mất cái anh bồ này cho nên là đã chủ động chụp ảnh gửi lại cho vợ anh ta, đây À. à, chồng chị đang Nhưng mà ngủ với tôi đây đây. cái chị này chị lại Không, bảo là nếu mà em bỏ đi thì có đi theo chị không, mà bảo không không thể làm thế được. làm sao lại phải thế đúng không? Thôi Vâng. thì đang lúc đói thì để gọi là ăn ăn tạm một tí thế, nhưng mà về mặt lâu dài là không được, cả về mặt tình lẫn và mặt lý là đều sai cả. Và Vâng. hơn nữa là mình nhớ là mình đang có một cái mái ấm gia đình, có vợ có con Đúng rồi, rồi, các vâng. thứ đang rất êm ấm. Chỉ vì một Vâng. vài lần đi ngủ mà chẳng may nó lỡ nó, người ta bắt được quả tang hoặc người ta biết được, có phải mất sạch các thứ cơ, khổ Vâng, lắm. vâng. Ừ, Vâng. nhá, thôi hãy À, rút thế lui em... sớm khi mà nó chưa bại lộ. Thế còn chuyện đã xảy ra rồi mình tự tha thứ cho mình nhé. Vâng, 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 vâng. cảm ơn những lời tư Vâng, em vấn của... cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Minh Đoàn nhé. Em chúc chương trình một ngày thật nhiều những cái tư vấn hay cho cả chúng em nhé. Vâng, cảm ơn thính giả gọi điện tới từ Hà Nội. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Tinh Đoàn. Alo, thính giả gọi điện từ Lạng Sơn phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Em trước đây cũng là cán bộ công chức nhà nước nhưng mà không may bị bỏng ga. Em chị làm được cái công việc ở trong nhà với lại bán hàng ở nhà thôi. Em muốn xây dựng gia đình nhưng mà có người lại bảo khuyên ông mình đã khuyết tật thế này rồi còn có tuổi cũng nên ở vậy thôi, nhưng mà có người lại khuyên nên lấy. Vâng, Không à, biết xin các lỗi, đồng anh có năm như nay bao nào nhiêu không? tuổi và cái chuyện mà anh bị bỏng ga thì bị lâu chưa ạ? Hơn 10 năm rồi ạ, năm nay 44 ạ. Vâng, Thế muốn và hỏi cái chuyện bỏng ga mà ảnh hưởng đến mắt thì nó có ảnh hưởng nhiều không ạ? Các sinh hoạt hàng ngày thì anh thế nào? sinh hoạt hàng ngày thì bây giờ mắt cũng kém không đọc được chữ đâu ạ. Vâng, À, thế và... bây giờ muốn hỏi chuyên gia tâm lý một lời khuyên. Vấn đề thứ hai là người khiếm thị chỉ ở nhà thôi, không có bạn, thì muốn nhờ chương trình là được giới thiệu số điện thoại của mình để làm quen với các bạn nghe đài ạ. Vâng, vấn đề của anh thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ trò chuyện với anh và anh cũng sẽ cho anh những cái lời khuyên để làm thế nào mà mình mở rộng những cái mối quan hệ và tìm được người bạn gái cho cuộc đời mình anh nhé. Vâng. Rồi, xin chào em. Vâng, chào anh Đinh Hoàng ạ. Mình năm nay 44 đúng không? Mà Vâng. trước đã từng làm công chức là hồi mà mình bị là mình năm mươi hai mấy tuổi. Năm ấy là 32 ạ. Hồi 32, tức là hơn mới hơn chục năm nay đúng, hồi ấy là mình cũng chưa có người yêu, chưa có gì nữa. Vâng. Thế xong rồi bây giờ thì mình có lao động gì được không? Mình có chế độ gì không? Chế độ trợ cấp của nhà nước ạ. Với lại mình lao động thì làm việc trong nhà với bán hàng tạp hóa. À, tức là bán hàng mình vẫn bán được đúng không? Có ai phụ không? Ví dụ như là bố mẹ hay là một mình hoàn toàn tự lập được. Một mình thôi, nhưng mà với lại ở cái địa điểm này thì lúc nào cũng có khách quen, người quen đến chơi và hỗ trợ À, thế à? Thế sau mình có ở với bố mẹ không? không ạ. À, bố mẹ mất hết ạ. À, thế là mình bây giờ thì ở một mình. Về Vâng, kinh tế thì không quá khó khăn đúng không? nói chung là bây giờ đến chưa phụ thuộc ai cả về kinh tế. Thế xong rồi cái khát khao mà để có vợ có gia đình ấy mình lâu chưa, bao nhiêu năm nay, có lúc nào mình nghĩ đến không? Có nghĩ đến mấy năm nay cũng nhờ anh em bạn bè người thân ở khu vực gần đây nhưng mà cũng không gặp được ai ạ. Ừ, thật ra thế này này, mình là người bị tai nạn thôi,
cũng giống như là một người mà đang khỏe mạnh rồi bị tai nạn giao thông thì thành ra bị gãy chân, rồi người thì bỏng bô bỏng ga thì thành thế nọ thế kia. Mình về mặt đầu óc là minh mẫn, mình sức khỏe thể chất là không có vấn đề gì, và chắc là mọi thứ cũng đều không có vấn đề gì, trừ cái chuyện là thị giác thì nó bị kém đi thôi, nó ảnh hưởng một chút thôi. Thế thì hoàn toàn nên lấy vợ, mà đáng lẽ phải lấy từ lâu rồi. Bởi vì ví dụ cái hồi mà mình mới còn 32, 33 ấy, mình lấy nó sẽ dễ dàng mà nó thuận lợi hơn là để cứ ngày càng lâu. Bây giờ một ông 44 trong, nếu mà chần chừ đến lúc mà 50 á, một ông 50 thì càng ngày càng khó, cơ hội càng ít đi, đúng không? Ừ, thế thì đừng nghe lời ai nói rằng là tuổi mình như đã thế này rồi, mình đã thế này, đừng lấy vợ. Người ta đã nói là khó khăn phải tìm một người để nương tựa vào nhau mà sống. Mình đã mắt không được sáng sủa thì cần một người phụ nữ. Tất nhiên đối với mình bây giờ cũng không cần quá trẻ mà cũng chẳng cần quá xinh. Xinh như trẻ đối với mình bây giờ đâu cũng có quan trọng gì nữa. Thứ hết là người ta khỏe mạnh. Thứ hai là người ta sẵn lòng chia sẻ với mình những khó khăn. Ví dụ là một chị nằm 37, 38, 40, chị lỡ thì cũng được. Hoặc chị có một đời chồng nhưng mà chồng chị mất rồi, hoặc là ly hôn, ly dị gì cũng được. Anh nghĩ là mình thực ra trong lúc này mình biết mình là ai mà, đúng không? Vâng, với là em nghĩ là bây giờ gặp những người khuyết tật nhẹ cũng được. Rồi, ừ, thì cũng được, nhưng mà cũng không có nghĩa là nhất thiết là cứ hai người cùng khuyết tật thì sẽ hỗ trợ nhau tốt đâu. Đôi khi lại còn làm gánh nặng với nhau, hai người cứ díu vào với nhau. Thế thì anh đang nói là những đối tượng đấy, mình nếu như mình chỉ nghĩ rằng là muốn lấy một cô 30 này, xong lại hình thức lại khá, lại biết làm ăn buôn bán kinh doanh chẳng hạn thì khó. Thế nhưng mà một người phụ nữ tuổi 40, thậm chí dưới 40 một tí cũng được, thậm chí là 41, 42, chị đã lỡ dở một đời chồng hoặc là trái ngang gì đó, nhưng người ta sẵn sàng đến với mình và chấp nhận chung sống với mình, chả chê bôi hoàn cảnh mình khó khăn gì, thì tốt thôi, đúng không? Thế thì ngoài cái kênh mà nhờ anh chị em họ hàng bạn bè giới thiệu ấy, thì là em ở trên Lạng Sơn à? Vâng ạ. Ừ, mà ở huyện hay ở thành phố? Ở huyện thế ạ. Ừ, thế thì kiểu như quanh cái khu này nó ít, vì bản thân Lạng Sơn nó cũng không phải là đông đúc dân cư, lại còn cái khu nhà mình, mà lại cái đối tượng mình gọi là đòi hỏi nó cũng, thế thì nó càng ít. Thì mình còn có một cái kênh nữa chính là kết bạn. Đã có người theo dõi đài, xong người ta đăng ký kết bạn ở trên cái câu lạc bộ bạn nghe đài, hay tìm bạn trăm năm, hay nhịp cầu duyên, hay nhịp cầu hạnh phúc chẳng hạn. Chả nhất thiết là cứ phải lấy người ở Lạng Sơn, biết đâu có một cô ở Cao Bằng, thậm chí một cô Lai Châu có nghe đài, cô thấy ôi cái anh này mới có 44 được, thế xong rồi cô ấy mạnh dạn, cô ấy gọi điện, cô ấy nói chuyện mình là em ở trên Lai Châu, em nghe thấy anh nói chuyện với các anh chị ở cửa sổ tình yêu rằng là em muốn vân vân, rồi làm quen thì nha. Hãy sẵn sàng mở lòng, bỏ ngay cái ý định nghĩ rằng là mình đã thế này rồi thì không nên lấy vợ. Em phải nhớ rằng trời cho mình sống đến 100 tuổi, còn 60-70 năm nữa mình cô đơn làm sao được. Người ta nhiều ông cụ đấy, 70 rồi vợ chết, ông còn muốn cần có một người nương tựa, huống chi như mình, em vẫn còn như thanh niên, đúng không? Em mới nhờ chương trình, em được số điện thoại để làm quen với các bạn nghe đài ạ. Em đọc lại số điện thoại đi, được các bạn nghe đài sẽ lưu cái số điện thoại, ai quan tâm thì hãy liên lạc với bạn trai này để mà hỗ trợ nhau nhé. Vâng, và số điện thoại của em là 0392 0392 522 522 882 ạ. 882, ok. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Cho em muốn hỏi là em với cả người yêu em yêu nhau cũng lâu rồi ấy. Vâng. Vâng. Thế đợt vừa rồi em cũng đi nước ngoài. Anh người yêu của bạn đi nước ngoài phải không ạ? Không ạ, em. À, bạn đi nước ngoài. Vâng. Xong rồi em sau khi kia thì em cũng biết là người yêu ở nhà cũng có linh tinh các thứ em có biết. Vâng. Nhưng mà đến lúc về các thứ đấy thì ý là cũng chưa được chấm dứt được ấy. Vâng. Bạn đi cũng học hay là đi làm lao động ở nước ngoài và thời gian bao lâu? Dạ, em đi lao động ở bên nước ngoài ạ. Vâng, chắc cũng phải vài năm đúng không? Được hơn, vâng, 3 năm rưỡi ạ. Vâng, và bây giờ thì mình trở về thì biết tin rằng là anh người yêu ở nhà có những cái mối quan hệ khác đúng không? Dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì mình băn khoăn điều gì? Em muốn hỏi xem là tâm lý của đàn ông như thế nào mà cũng không biết, không biết cả. Hiện tại bây giờ là chồng của em rồi ấy. À, tức là anh ấy bây giờ đã trở thành chồng của mình rồi đúng không?
Dạ vâng, giờ là chồng của em rồi. Vâng, thế là chứng tỏ là tình yêu của hai bạn cũng rất là bền chặt mới đi đến một cái đích hôn nhân như thế. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn còn băn khoăn, đúng không? Là không biết là những cái chuyện ngày xưa thì liệu rằng có lặp lại hay không, hay như thế nào? Em với chồng em thì là yêu nhau cũng lâu rồi, cũng tính là năm nay không được tuổi, nhưng mà sang năm, nhưng mà đúng cái có bầu. Thế xong rồi giờ hai đứa thì gọi là ấy thôi, nhưng mà chồng em thì lại kiểu vẫn còn linh tinh với cả gọi là người yêu cũ ấy. À, bây giờ thì bạn biết rằng anh ấy vẫn có mối quan hệ với một cô bạn gái cũ hả? Vâng, và bây giờ cũng rất là bối rối, không biết là sẽ tiếp tục như thế nào chuyện tình cảm với chồng mình hiện tại. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 24 tuổi rồi ạ. 24, xong rồi đi nước ngoài cũng 3 năm mấy hả? Đi sớm thế, đi trẻ thế? Vâng. Thế à? Mà yêu nhau từ lúc hai mấy ấy, mà cũng tin rằng là mình đi 3 năm ở nhà, người yêu sẽ thủy chung son sắt giữ gìn à? Không, em thì em cũng không tin đâu. Chồng em thì hồi xưa thì gọi là cũng có một chút chàng hoa, mã một chút kiểu kiểu thế, mới đẹp trai, gọi là cũng thích là kiểu yêu đương linh tinh. Nhưng mà hồi xưa thì cái tầm học cấp 3 mấy cả cái tầm mới xong thì kiểu như là chồng em thì lại cũng nói kiểu vừa nói vừa trêu là bảo là cũng thích các em trẻ đẹp. Nhưng mà đến khi mà kiểu em biết được ấy thì chồng em lại thôi luôn. Nhưng mà trong quá trình bọn em yêu xa rồi em đi xa hẳn ấy thì là chồng em ở nhà cũng có nhiều cái rồi cũng... hiểu cái tóm lại câu chuyện thế này này, trước rồi yêu nhau cái hồi cấp 3 biết cái 20-21 đã thấy cậu ấy đẹp trai và cũng có cái tính đào hoa trang hoa rồi, vâng. Nhưng mà mình nhắc cái thì thôi luôn vì lúc ấy còn rất là vâng, yêu nhau rồi. Thế sau đấy thì mình đi 3 năm thì ở nhà chắc chắn là phải có người khác. Người ta đang vâng, tuổi vâng. Thanh niên 20-21 là bảo là ngồi đấy chờ người yêu thì khó lắm. Đúng một cái thì em về thì cũng thấy tiếc, thứ nhất là người yêu cũ, thứ hai là chắc về thì cũng có tí vốn chứ hả, vốn liếng khá không, được vài tỷ không, cũng có một chút đấy, nó thấy cũng được, thứ nhất là cũng có tình cảm, là yêu thì trước ở thời 20-21 nó vẫn còn những kỷ niệm đẹp, cộng với bây giờ cô ấy về thì cũng lại có tí vốn tí liếng, trông thì cũng được, thế là lại quay trở lại. Và mình thì cũng vẫn cứ hy vọng rằng là tình yêu đẹp. Thế xong bây giờ lại thêm một thứ nữa, tức là có thai với nhau rồi, chưa cưới, dạ, đúng không? Vâng ạ. Thế cho mình lại càng thế bí hơn, mình là người là cầm dao đằng lưỡi, anh giật một cái là mình sẽ đứt tay. Bây giờ anh bảo đấy, anh thế đấy, trong lúc em đi vắng ở nhà anh có yêu cô ấy, anh với cô ấy có khóa đà rồi, còn bây giờ em về thì anh thì chưa thể dứt ngay được, để cho anh một thời gian anh giãn dần ra. Thế còn thì bây giờ em tùy em xử lý thế nào, từ mình đã đẩy mình vào một cái thế hơi bị bí rồi, không lẽ bây giờ lại mình có thai xong rồi chỉ vì thế nọ thế kia rồi mình bỏ, đúng không, thì cũng khó. Bây giờ không có đong đưa ống nghèo nữa, tuổi lớn rồi. Rồi cũng duy trì tình yêu mấy năm rồi, bây giờ lại ăn nằm với nhau, sắp có con rồi. Phải chốt vấn đề thôi, giống như là mua bán mặc cả mặc kiếp rồi nâng lên hạ xuống, quan trọng bây giờ chốt lại thế thì bây giờ anh muốn thế nào? Anh có muốn rằng là tiếp tục để tiến tới hôn nhân không? Có cưới không? Qua tháng Ngâu rồi thì sang tháng 8 cưới không? Mà cưới không quan trọng, mà cái việc là nếu như mà chốt được là sẽ tiến tới hôn nhân với nhau thì đi làm đăng ký kết hôn đi. Còn để Tết cưới cũng được, ra riêng cưới cũng được, rồi bao giờ sinh nhật thằng cu đầu lòng cưới cũng được. Cái đấy không quan trọng mà cái việc là cam kết là sẽ lấy nhau, đúng không? Dạ. Thế còn thì cái việc mà bây giờ em cứ đặt vấn đề rằng là nếu em lấy anh thì em kiên quyết không đi lại với người kia nữa. Anh có thể thề, anh có thể hứa, nhưng anh chưa chắc đã thực hiện được lời hứa, đúng không? Thế sau này khi có cuộc sống vợ chồng rồi cùng nhau túm và làm ăn, rồi bận rộn với đứa con, rồi nó có rất là nhiều thứ nó gắn bó rồi, thì những mối quan hệ chơi bời quăng quýt kia nó không có cái gốc rễ để mà nó bền chặt đi, thì có thể dần dần nó sẽ lỏng dần ra, nó sẽ gọi là nhạt dần đi. Chứ còn thì chắc chắn bây giờ mà em làm mình làm mẩy thì anh ấy sẽ nói rằng tùy em, bây giờ em xử lý thế nào thì em xử lý, mình thì người bị rơi vào thế bí, đúng không? Vâng, còn này nhiều khi là chẳng hạn bảo là giải quyết một vấn đề thì lại bảo là thôi sao cũng được các thứ. Đấy, bây giờ là cô anh ấy để cho em vâng. Tự giải quyết ấy. Thôi sao cũng được, tùy. Đấy, mình bị để cho lão vào đẩy vào cái thế là tùy em. Đấy, được, trả lời cũng được. Mà mình biết mình là chờ đợi mấy năm trời mong để về với người yêu, xong bây giờ lại còn hiến dâng rồi lại còn có thai, mà để người ta bảo là tùy.
Hãy chốt vấn đề đi, bỏ bất tất cả cái sĩ diện đi nhá, tránh trường hợp để nói rằng là mình việc gì mình phải nhún nhún để nhảy. Trong tiếng Việt có một từ rất hay là nhún nhảy, muốn nhảy được cao thì phải nhún sâu một chút. Em rất là thương anh suốt bao nhiêu năm ở bên ấy, nói thật chứ cũng nhiều người đàn ông thích em, kể cả có cả người Hàn người Nhật, nhưng mà em cũng không thèm. Đấy, em chỉ có một lần như thôi, em không ngờ là thế nọ kia, em xót lắm, em đau lắm khi biết là anh có thế này thế khác. Thế nhưng mà thôi, cái chuyện đấy qua rồi, bây giờ thì anh định thế nào? Em rất là muốn thế này, em muốn thế kia, nói thẳng vấn đề nhá. Và anh thì anh nghĩ rằng là chắc là theo cái hướng là chấp nhận dắt tay nhau cùng đi đăng ký kết hôn để cho đứa con nó ra đời có bố có mẹ. Thế còn cái việc mà chiến đấu tiếp theo làm sao để anh ấy thủy chung son sắt là một cuộc chiến đấu lâu dài nhá. Bây giờ tình trạng mà em vẫn biết là chồng em có mối quan hệ linh tinh các thứ ấy, thì nhiều khi phát hiện ra trong hai đứa cũng kiểu cãi nhau thứ, chồng em bảo là nhiều khi là cũng không muốn để cho em thấy được những cái cảnh như thế, chứ cũng không muốn chuyện xảy ra rồi các thứ ấy. Tất nhiên rồi, mà nhiều khi chẳng vào ấy xong lỡ, thì còn ai em thì tính em thì cũng biết là chồng em cũng kiểu có cái tính đấy rồi, nhưng cũng chả muốn cãi nhau rồi, cũng chả ấy, nó cũng qua rồi mấy các thứ ấy. Là mình cũng đang mang bầu nữa, mình cũng làm toán lên cũng rồi. Không được lúc này rồi. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tâm lý ổn định, thứ ba là nghĩ đến công việc sắp tới mình cần làm này, đám cưới thế nào ra làm sao. Đặc biệt là lưu ý này, nếu như mình mà với anh ấy mà đã chốt quyết định là sẽ đến với nhau, em cũng không cần phải chia sẻ quá nhiều cái thông tin cho mọi người biết, nhất là những người thân của em, rằng là con vẫn quyết tâm lấy anh ấy, mặc dù hiện nay anh ấy đang đi lại với cô A, cô B, cô C. Chắc chắn những người thân của em nghe thấy tin thế sẽ cản trở em và tự nhiên làm cho mình bị rối thêm nhá. Cái này mình là người quyết định chính cái hạnh phúc của mình, chứ lắng nghe nhiều những cái lời mà lời ra lời vào, nhất là của những người thân của mình thì hay xót thương mình mà. Vâng, từ những chia sẻ phân tích của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng là bạn sẽ có những cân nhắc và khéo léo để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình bạn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả của điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, vâng, ông xã mất hơn 10 năm rồi, thì lúc em mới có 23 tuổi. Bây giờ em mới gặp được một người ấy. Bọn em quen được hơn một năm rồi. Vâng. Và bây giờ thì điều trị quen được hơn một năm rồi thì anh này thì vợ chồng cũng bỏ nhau rồi. Vâng. Anh này thì anh ở Hà Nội, thì nói chung là bà mẹ chồng em trước kia thì bà cho phép đi lại, thì cũng có lễ xin phép hai bên gia đình ấy. Vâng. Nhưng bây giờ bà thì lại lật lại, bà không cho phép hai bên. Bây giờ thì bà lại không ủng hộ nữa đúng không ạ? Chị có biết lý do vì sao không? Bà bảo là anh này anh rất là không có tiền. À, ba mẹ chồng này bà cũng lô đề cơ bạc ấy. Vâng. Thì nên bà không ưng lắm. Nhưng mà nói chung là em thì em muốn tìm cái người mà đây cũng không phải là vì vật chất hay như thế nào. Em chỉ cần người ta biết vâng, yêu đúng rồi thôi. Vâng. Năm nay đã ngoài 30 tuổi, chồng thì mất hơn chục năm nay, và hơn năm nay thì có tình cảm với một người đàn ông khác, nhưng mà mẹ chồng lại không ủng hộ đúng không ạ? Khiến cho chị cũng có những cái lăn tăn, không biết là sẽ tiếp tục cái chuyện tình cảm này như thế nào. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, vâng, chào chú ạ. Cháu năm nay chính xác là sinh năm 87. Cháu sinh năm 86 ạ. 86 à, nhâm dần à. Quý cô tuổi dần đấy phải không? Vâng ạ. Thế xong rồi là ông xã mất hơn chục năm thì có con không? Dạ, lúc ông xã mất thì hai đứa con còn nhỏ. Bây giờ con cháu đang học, sang năm là thi đại học rồi ạ. Hai đứa con gái. Thế xong rồi ba mẹ con là dắt díu nuôi nhau ở nương nhờ nhà ngoại hay là vẫn ở nhà chồng cũ? Vâng, nhà chồng ơi, em thì nói chung là vẫn ở đất nhà chồng ấy. Thế xong rồi làm sao mà lại tìm hiểu được tận cái chú ở Hà Nội thế? Cháu nghĩ là chắc là ông trời cũng đưa đẩy nhiều. Thế cả, kinh nhờ. Trước cháu nợ đàn ông. Úi trời ơi, ông trời cho ông đưa đẩy lâu thế. Suốt mười mấy năm nay giờ ông mới đẩy, ông đẩy sớm hơn tí cho mình đỡ cô đơn nhờ. Nói đùa chứ, cái anh ở Hà Nội này thì bao nhiêu tuổi? Anh sinh năm 79 ấy. Ồ, 79-86 thì cũng không gì lắm. Hoàn cảnh của anh thế nào? Ly hôn rồi là do ngày xưa anh ấy lăng nhăng hay do anh ấy cờ bạc lô đề hay anh làm sao, có biết không? Trước kia thì anh cũng lấy vợ ở Thái Bình hay đâu ạ. Thì gia đình vợ lấy vợ kiểu là vợ chỉ hướng ngoại thôi. Hướng ngoại tức luôn luôn nghĩ về ngoại. Khiếp lại tưởng là tâm lý hướng ngoại.
mình đang giai đoạn tìm hiểu thì nên mở mắt ra chứ đừng có nhắm tịt mắt vào, mặc dù cô đơn thì để biết rằng là anh ấy là hoàn cảnh của anh ấy ly hôn, nhưng mà không phải do anh ấy bồ bịch quá nhiều đến nỗi vợ không ở được, hay anh là người bạo lực đến mức độ mà vợ phải bỏ đi, đúng không? Đấy là mình phải tìm hiểu cái người của mình thôi. Từ lâu lắm rồi cháu mất lòng tin ở đàn ông thì nên cháu không dám đến với bất cứ một người nào. Làm sao mà mất lòng tin, lấy chồng cái được vài năm thì ông ấy mất chứ, đã bị ai lừa dập gì mà thấy mất sớm thế? Cháu lấy chồng trước của bố còn trẻ con, cháu lấy được 12 năm thì anh bị ung thư dạ dày mất. Nhưng ngày trước anh thắt gái, anh đi cặp bồ rượu chè về anh đánh cháu nhiều lắm. Ừ thôi rồi, thật là thương hoàn cảnh. Thôi bây giờ thế này này, mình phải là người quyết định của đời mình cũng gần 40 rồi. Mình cũng trải qua thăng trầm của cuộc sống rồi. Quay đi quay lại mình còn lên bà ngoại đến nơi rồi. Thật ra thì bà mẹ chồng vẫn là một người cũ, vẫn nhìn nhận là một thứ nó rất là khác. Ví dụ như muốn cho lấy ở chỗ ông nào khá khá giàu một tí cho đời nó đỡ khổ. Hai nữa là cô mà đi lấy chồng được đời đỡ khổ thì hai đứa con nó đỡ phải lo cho mẹ nó. Tức là bà còn lo được cả cho cháu bà nữa, đúng không? Chứ mà sau này chúng nó thành thế. Không được thế cơ chú ạ. Bà lô đề cờ bạc, bà đây nghiến cháu nhiều năm lắm rồi. Ừ, thôi, lại không nói thế thì lại càng không phải nghe lời, mà phải tự quyết nhá. Mình có chăng mình chỉ nói chuyện với các con thôi. Mẹ thật sự từ lúc bố con mất, mẹ cũng một lòng nuôi các con. Mẹ cũng thật sự nhiều lúc cũng cô đơn, có những lúc cay đắng, nhưng mà mẹ vì các con. Bây giờ các con lớn rồi, đấy mẹ thì thật nhiều lúc cô đơn. Bà nội già rồi, bà nội cũng sẽ mất. Mẹ bây giờ rồi hai đứa là con gái sẽ lấy chồng, mẹ sẽ lẩn quẩn lang thang một mình cũng buồn. Hơn nữa là mẹ mà cô đơn ngồi đây rồi, các con có đi lấy chồng cũng không yên tâm, lúc nào cũng nơm nớp lo một bà mẹ một mình. Thế bây giờ thì mẹ đấy đang tìm hiểu cái chú ở dưới Hà Nội. Mình cũng nói rõ hoàn cảnh ra. Đôi khi chúng nó, mình cứ tưởng gì chứ thanh niên bây giờ nó nhìn nhận vấn đề nó cũng vừa thoáng mà lại rất tích cực mà rất thực tế. Ôi còn thấy được đấy mẹ. Con gái lớn cháu thì bảo mẹ còn trẻ thì mẹ xem ai người ta thương yêu mẹ thì mẹ cứ tự nhiên. Tốt quá. Ba mẹ chồng thì mới đầu bà bảo có ai thương yêu cho phép xin. Có cả lễ xin ở với nhau như vợ chồng, rồi bây giờ bà lại xui thằng con trai bà bảo là nếu ở với nhau thì đi ra ngoài mà ở, không cho ở đấy nữa. Thật ra thế này mình cũng giữ ý một chút, bởi vì mình chưa đăng ký kết hôn, mình chưa lấy nhau, mình đang ở nhà chồng. Mà mình như thế thì người ta cũng xót con người ta. Đấy, đang ở đây về mặt đương nhiên vẫn là vợ của con trai người ta, đang sống ở cái nhà này, làm dâu nhà này, đúng không? Mình chưa xuất giá thì cái việc mà mình lại quá thân mật rồi là đưa anh bạn về nhà hoặc thậm chí lại đi nhà nghỉ, nhà ngủ thì mình cũng giữ ý một chút. Thế còn thì sau này khi mình xuất giá nghĩa là không còn dâu của nhà ấy nữa thì lúc ấy tính sao? Bây giờ thì không có nghe ai nữa, mình lớn rồi, mình lắng nghe trái tim, mình có bàn này bàn với các con thôi. Thế còn bà mẹ chồng cũ hay là cậu em chồng cũ ấy thì mình cũng tham khảo ý kiến thôi, mình cũng không cần phải đợi người ta gật đầu rồi mình mới lấy được chồng nhá. Vâng. Cái quan trọng nhất là tìm hiểu cái anh ở dưới Hà Nội này này, đứng đắn không đàng hoàng, không lô đề cờ bạc, hay là vũ phu, hay là một ngày ba lần nhậu say, hay là đã từng đi cai nghiện ma túy xong rồi về rồi lại tái nghiện đấy. Thứ nhất là khỏe mạnh, thứ hai là tư cách, thứ ba là phải có công ăn việc làm. Làm gì cũng được, chạy Grab được, chạy hay ôm được, nhưng mà phải kiếm được đồng tiền chứ không phải là phần đấy chủ đầu mà lại ngồi nhờ bà mẹ già về hưu hay là nhà có vân vân nhá. Anh này anh không rượu chè đâu ạ. Ừ. Anh điềm đạm. Ừ, tốt. Nhưng mà mình cũng nên xuống dưới Hà Nội, mình cũng tạo cơ hội mình tiếp xúc với người nọ người kia. Chứ còn cái người đàn ông mà đi tán gái thì bao giờ cũng thể hiện cái đẹp nhất ra, vẫn điềm đạm, vẫn chiều chuộng, có vũ phu chăng nữa lúc đấy cũng không vũ phu đâu. Xuống dưới Hà Nội này mày chơi, nhân tiện là tìm hiểu xem cuộc sống của gia đình người ta thế nào. Vâng, bạn hãy tìm hiểu kỹ anh bạn của mình để có những cái quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình bạn nhé. Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Nghệ An. Alo, thính giả của điện từ Nghệ An phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em
em muốn tìm hiểu về cái nguyên nhân mà không biết là có em là gì cũng định thử khám ADN thì không biết có phải là hiện nay thì là con của anh thì bao nhiêu tuổi và lý do vì sao mà anh lại muốn thử ADN ạ? Vì lấy vợ về mà con 13 tháng mà đòi đi nước ngoài. Con 3 tháng mà vợ đòi đi nước ngoài ạ? Dạ, rồi trong lúc đó là bố vợ cũng cho con gái cũng đòi đi nước ngoài luôn ạ. À, bố vợ thì lại cũng muốn cho con gái đi nước ngoài. Và anh nghi ngờ rằng là có chuyện gì đó về đứa con của mình đúng không? Vâng ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ chia sẻ và sẽ cho anh những cái lời khuyên nhé. Rồi, xin chào em. Dạ, chào anh Đinh Đoàn. Mình chia sẻ chi tiết một chút về câu chuyện của mình đi. Mình cưới vợ lúc nào rồi, có yêu không này, rồi làm sao lại cưới này, rồi cưới xong lại mấy tháng để đẻ xong này, vân vân. Tức là nó chi tiết một chút đi. Dạ, yêu thì cũng không được lâu đâu, chỉ được khoảng một tháng, hết tháng là lấy nhau là cưới luôn à. Ừ, gặp nhau ở trên mạng hay là yêu ở đâu? Dạ, yêu thì bố mẹ giảm đó ạ. Ồ, thế à, người cùng làng cùng quê hả? Dạ, dạ. Rồi, thế cô ấy thì em trước đây có biết không? Dạ, em không biết ạ. Trước đây không biết gì. Thế vâng. Xong rồi cưới được bao lâu thì sinh con? Cưới thì được khoảng một năm là sinh con ạ. Rồi, không. Thế xong rồi trong quá trình một năm ấy sống với nhau ấy hạnh phúc không? Đi ra ngoài thì thiên hào vẫn cứ nói là vẫn cứ thấy hạnh phúc, nhưng mà vừa đêm năm ngủ thì vừa cứ đói năng nặc đói đi nước ngoài. Rồi, biết rồi, kể cả lúc mà bụng đang có thai hả, mang thai. À, tức là em lấy cô này thì cô này cũng từng đi Đài Loan về rồi. Rồi. Dạ, thì là cô này là lấy em đi, cô ấy như là cái ông ở bên Đài Loan là trong cái quá trình có bầu rồi, thì cái trinh nở rồi mà cái ông bên Đài Loan cứ điền về cho nó. Ừ. Đi Đài Loan về cái thì tìm hiểu, em, gia đình nhà em mai mối và em thì quen một tháng xong cưới luôn. Trong cái lúc mà có thai thì vẫn cứ gọi điện với cái ông Đài Loan. Dạ. Và kể cả đang nằm bên chồng thì cũng chỉ có muốn đòi đi Đài Loan. Còn đòi đi Đài Loan. Và sinh con ra được 3 tháng thì chỉ muốn đi Đài Loan ngay. Dạ, đòi đi ngay. Và kể cả thậm chí là bố vợ vẫn cứ cho đi. Và bố vợ cũng ủng hộ cái việc là đi Đài Loan. Dạ. Rồi, bây giờ em muốn cái gì? Là tìm hiểu cũng biết là con phải con em hay không. Có thứ để nghi ngờ. Tuy nhiên kết luận hay không thì mình không thể đoán mò được. Vì anh em mình không phải là thầy bói. Mà thầy bói có khi cũng chả dám đoán mò trong cái trường hợp này. Dạ. Xét về mặt tâm lý thì thật ra hai người là đến với nhau tự nguyện đúng không? Không có ai ép buộc gì này, có cưới xin đàng hoàng, cũng chững chạc tuổi tác rồi đúng không? Không phải là trẻ danh 17, 16 gì để mà cưới hôm trước hôm sau lại muốn chán nhau đúng không? Dạ. Ừ. Xong hai gia đình mai mối rồi, cũng người cùng làng cũng biết với nhau, cũng có cưới trầu nậm rượu, cũng có pháo nổ rượu hồng đàng hoàng đúng không? Dạ. Ừ. Xong rồi nằm bên chồng thì vẫn nhớ bạn kia và về mặt tâm lý là khi người ta có thai với nhau, người ta ăn nằm với nhau, nó có càng ngày nó càng gắn bó. Cái chuyện tìm hiểu nhau lâu hay là chóng cũng không chắc đã quan trọng lắm đâu. Người ta nói là một ngày nên ngãi chuyến đò nên quen. Đôi khi người ta thích nhau, gặp nhau trên một chuyến xe buýt thì người ta làm quen, sau đấy thì về nhắn tin chat chít với nhau, tìm hiểu nhau đường tháng cưới nhau mà vẫn hạnh phúc như thường, chứ cũng không phải do là mình không tìm hiểu lâu. Nhưng trong cái hoàn cảnh của em nó có một cái đặc biệt, đó là cô mới đi về. Thế xong rồi lại đồng ý lấy chồng ngay, xong rồi bây giờ lại chỉ muốn đi. Có bao giờ em hỏi là thế em có được hạnh phúc không? Hỏi vợ ấy, là chúng ta lấy nhau em có điều gì lăn tăn không? Em có vui khi có con không? Tại sao ở bên anh em không được vui sao mà chỉ muốn dứt áo ra đi như thế? Em thì không hỏi nhưng mà... Sao nó không hỏi nhỉ? Nằm bên cạnh vợ mà vợ đang có bụng có thai với mình, xong rồi chỉ đòi đi Đài Loan, và xong lại biết rằng là nằm bên mình mà vẫn gọi điện với liên lạc với ông Đài Loan mà lại không hỏi thì lạ kỳ. Thôi, thế tóm lại thì bây giờ thế nào? Cô đang đòi đi, em có đồng ý cho đi không? Dạ, đi rồi ạ. À, đi rồi hả? Thế con thì em giữ lại hay là cô cũng bế đi rồi? Cô bế đi rồi. Thôi, thế thì thôi rồi. Dạ hả? Thế thì bây giờ thì em muốn điều gì? Chả giữ được cưới vợ một năm xong rồi vợ đẻ con, rồi nằm bên mình vẫn liên lạc với ông Đài Loan. Con được 3 tháng tuổi thì bế đi nước ngoài, trở về Đài Loan. Thế thì em... Thì anh này em cũng từng ở bên Hàn Quốc về rồi không? Em cũng hiểu là cô này là lấy em là nghỉ lên kêu tiền lấy em mới là như nào, em cũng rổ nữa. Thế em có nghĩ đến chuyện ví dụ như cô cũng có thai trước rồi nhưng mà về quê định có nghỉ gì, tháng thôi. Thế nhưng mà lại mới phát hiện ra có thai, thế mà thai thì cũng không biết là như thế nào. Thành ra lại có người mai mối cho một anh mới đi Hàn Quốc về thôi thì lấy cho nó đại đi. Thế nhưng vì nó không xuất phát từ tình yêu, chỉ muốn cho nó hợp pháp. Xuất phát từ tình yêu. Đoán là thế, có nhiều cái để đoán. Thế nhưng mà thôi bây giờ thì thế này, đoán chả làm gì nữa. Mình nhìn thẳng vào sự thật là cô ấy chả yêu thương gì mình.
đúng không? Lấy chồng được, cho nó gọi là có chồng. Cơ bản nhất để cho gia đình nhà cô ấy không bị gọi là bẽ mặt xấu mặt là con gái chưa có gì để có con thế thôi, chứ còn thì bây giờ cô ấy đi Đài Loan, cô ấy sống theo kiểu hiện đại rồi, sang đấy cũng có người chăm cô, nuôi cô rồi cùng với cô để nuôi con, thì cái chuyện ấy không thành vấn đề. Mình được không đủ nhạy cảm để mà mình nhận ra rằng mình có thể đã bị gọi là nạn nhân của một cuộc hôn nhân ngay từ ban đầu, nó không đàng hoàng nào đó. Nhưng mà thôi không sao đâu, về mặt nguyên tắc thì là con mà sinh ra trong thời kỳ hôn nhân ấy là vẫn là con em đấy. Thế còn em muốn biết là nó có con mình hay không thì sau này có điều kiện thì phải xét nghiệm ADN. Thế còn nếu mà chẳng may không bao giờ gặp nó nữa thì thôi cứ coi như mình mất con. Cô ấy đấy xong có người ta nhận, người ta nuôi hộ con mình thì thôi. Yên tâm là con mình đang được nuôi ở bên Đài Loan nhé. Yeah. Ở nhà một vài năm tính toán xem sao. Nếu thấy không tiếp tục được nữa, không lẽ lại vợ với con lại đi và mình cưới xong mình ở nhà thế này. Mình cân nhắc đi, mình một là đi Đài Loan hay Hồng Kông hay là Hàn Quốc mình làm tiếp, hai là mình khởi nghiệp gì ở nhà đi, đàn ông 30 tuổi rồi có sự nghiệp đi, mua cái xe mà chạy hoặc là mở cái xưởng mà làm, sau một thời gian thì gọi cô về, nếu thấy không còn yêu thương không ở nữa thì phải làm thủ tục ly hôn, bởi vì dù muốn hay không thì cũng đăng ký kết hôn rồi đúng không? Dạ đăng ký, nhưng mà ấy à cũng ly hôn rồi à? Cái gì? Đăng ký rồi xong cũng ly hôn rồi? Rồi, dạ. Ủa, thôi thế thôi em ạ, coi như là đợt vừa rồi là một cái trò chơi mình không mong muốn, mình vướng vào và bây giờ mình thoát được, giải thoát. Trời ơi, em cứ kể chuyện làm cho anh cứ hồi hộp mà cứ xem như xem một bộ phim, nó cứ gay cấn. Thôi thế thì coi như em bị vướng vào một cái vụ nạn, nhưng mà bây giờ cũng thoát thân rồi, thấy cũng an lành rồi, không bị phải đền bù cái gì, ít ra mình cũng mang tiếng là có vợ được một năm, mang tiếng là vẫn có con. Có điều đằng sau này mà mình có đi bước nữa với ai thì cũng phải khai báo là mình đã từng có một đời vợ và một đứa con, còn cái của con của mình hay không thì không biết, để cho người sau người ta thông cảm nhé. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Bạn hãy quên chuyện cũ đi và hãy tìm những niềm vui mới trong cuộc sống, tìm những người bạn mới bạn nhé. Vâng, chúc cho bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Các bạn thân mến, 45 phút chương trình phát thanh trực tiếp của Sổ Tình Yêu hôm nay đến đây là hết. Chương trình có sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Nguyễn Thế Lương và Thanh Huyền dẫn chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sáng Chủ nhật tuần sau qua số điện thoại 02438262625.